kỳ diệu. 10 phút thiền định mỗi ngày bất ngờ mang lại sự thay đổi kinh ngạc của não bộ, thể, trí. Kính chào quý thính giả đang theo dõi kênh Sống Plus. Quý vị thân mến, thiền định dẫn đến sự xóa bỏ cảm nhận về không gian và thời gian, giúp người hành thiền rời bỏ bản ngã. Giáo sư, tiến sĩ Newbert từng nói, khi những cảm nhận của họ về thế giới tâm linh đã trở nên mạnh mẽ và rõ ràng, thì thậm chí Họ còn nhận biết thế giới này chính xác hơn tư duy khoa học của chúng ta. Thiền định từ lâu đã được cho là có tác dụng thông qua tác động lên hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, nhịp thở và huyết áp trong thời gian căng thẳng, mang lại sức khỏe cho con người về cả tâm, thể, trí. Thiền định là một trong những phương pháp tập luyện rất tốt đối với sức khỏe mỗi người, đặc biệt phải kể đến những ý nghĩa đối với não bộ và các dây thần kinh nhưng điều gì đang thực sự xảy ra trong não bộ khi bạn thiền một làm dịu hệ thần kinh giao cảm một lợi ích khác của thiền chánh niệm đó là nó có thể vô hiệu hóa hệ thống thần kinh giao cảm của bạn hoặc phản ứng chiến đấu một cách hiệu quả khi bạn gặp một tình huống bất ngờ đe dọa bản thân nào đó hệ thống thần kinh giao cảm của bạn bắt đầu hoạt động giải phóng các hóc môn căng thẳng giúp bạn loại bỏ hoặc chống lại căng thẳng mối nguy hiểm qua đi thiền định sẽ dần dần dạy hệ thống thần kinh phó giao cảm của bạn, giúp kích hoạt và cho phép bạn nghỉ ngơi, thư giãn. Theo Ross, thông qua thiền định, về cơ bản, bạn đang ngừng hoạt động hệ thống thần kinh giao cảm và kích hoạt nhánh phó giao cảm. Các nghiên cứu ban đầu đã phát hiện ra rằng theo thời gian thực hành này có thể giúp giảm đau, trầm cảm, căng thẳng và lo lắng. Ông cũng nhấn mạnh cách làm dịu hệ thần kinh giao cảm của bạn thông qua thiền định có thể làm giảm phản ứng cảm xúc. Bằng hoạt động nhận ra một cách không phán xét những gì xảy đến với bạn trong khi thiền định và sau đó để nó trôi qua, bạn có thể tránh gây ra phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy khi điều gì đó tiêu cực xuất hiện trong cuộc sống. 2. Làm chậm quá trình lão hóa. Khi chúng ta già đi, não cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, thiền có thể bảo vệ não khỏi những thay đổi này. Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology cho thấy thiền định có thể bảo tồn chất xám của não, điều này giúp kiểm soát tốc độ xử lý thông tin của não bộ. Bên cạnh đó sẽ làm đình trệ hoặc thậm chí đảo ngược sự suy giảm nhận thức thông thường đi kèm với quá trình lão hóa. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã so sánh bản quét não của 50 người thường xuyên thiền định trong hơn 20 năm với bản quét não của những người không thiền định cả hai nhóm đều cho thấy sự mất chất xám khi họ già đi, nhưng ít có sự suy giảm hơn đối với những người thiền định. Các nhà nghiên cứu cho biết cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận tác dụng của thiền đối với sự lão hóa của não. 3. cảm thấy từ bi hơn. Chúng ta thường nghĩ về phạm vi cảm xúc của mình như một thứ gì đó cố định và không thay đổi, phản ánh tính cách mà chúng ta sinh ra. Những nghiên cứu đang tiết lộ khả năng chúng ta có thể trau dồi và tăng khả năng cảm nhận trạng thái cảm xúc của lòng trắc ẩn các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cảm giác kết nối với người khác cũng có thể học được như bất kỳ kỹ năng nào khác tất cả những người ngồi thiền đều có phản ứng cảm xúc khác nhau với âm thanh những người thiền định về lòng trắc ẩn nhiều kinh nghiệm hơn cho thấy phản ứng của não lớn hơn ở những khu vực quan trọng để xử lý cảm giác thể chất và phản ứng cảm xúc đặc biệt là với âm thanh đau khổ các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy sự gia tăng nghiệp kim tương ứng với những thay đổi của não. Những phát hiện này cho thấy rằng những người hành thiền đã có phản ứng đồng cảm thực sự và những người hành thiền có kinh nghiệm cảm thấy từ bi lớn hơn. Nói cách khác, thiền từ bi dường như làm cho não bộ cởi mở tự nhiên hơn để kết nối với người khác. Những kỹ thuật thiền này có thể có những lợi ích ngoài trải nghiệm của lòng từ bi tự phát. Một nghiên cứu của giáo sư tâm lý học Barbara Fredrickson và các đồng nghiệp của bà tại Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill và Đại học Michigan cho thấy rằng khóa học thiền tâm từ kéo dài 7 tuần cũng làm tăng trải nghiệm hàng ngày của người tham gia về niềm vui, lòng biết ơn và hy vọng. Càng nhiều người tham gia thiền, họ càng cảm thấy tốt hơn. Những người tham gia cũng cho biết họ có cảm giác chấp nhận bản thân cao hơn, được xã hội hỗ trợ có mục đích sống và sự hài lòng trong cuộc sống, trong khi ít gặp các triệu chứng bệnh tật và trầm cảm hơn. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng việc loại bỏ ảo tưởng về sự xa cách có thể mở ra cho chúng ta một kết nối có ý nghĩa hơn với cuộc sống. 4. Giảm căng thẳng cho bạn. Mặc dù việc thực hành thiền định đã có hàng nghìn năm tuổi, nhưng nghiên cứu về lợi ích sức khỏe của nó là tương đối mới và đầy hứa hẹn. Một đánh giá nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine vào tháng 1 năm 2014 cho thấy thiền định hữu ích trong việc giảm lo lắng, đau đớn và trầm cảm. Đối với chứng trầm cảm, thiền định có hiệu quả như một loại thuốc chống trầm cảm. Bạn không thể nhìn thấy hoặc chạm vào căng thẳng, nhưng bạn có thể cảm nhận được tác động của nó lên tinh thần và thể chất của mình. Trong ngắn hạn, căng thẳng làm tăng nhịp tim, tần số nhịp thở của bạn và làm tăng huyết áp. Khi bạn thường xuyên bị căng thẳng, tuyến thường thận sẽ sản xuất quá mức hóc môn cortisol. Tiếp xúc quá mức với hóc môn này có thể ảnh hưởng đến chức năng của não, hệ thống miễn dịch và các cơ quan khác của bạn. Căng thẳng mãn tính có thể góp phần gây ra đau đầu, lo lắng, trầm cảm, bệnh tim mạch chuyển hóa và thậm chí tử vong sớm. Mặc dù bạn không thể loại bỏ tận gốc rễ của căng thẳng, nhưng bạn có thể giảm thiểu tác động của nó lên cơ thể mình. Một trong những kỹ thuật giảm căng thẳng dễ dàng và có thể thực hiện được nhất là thiền định. Một chương trình mà bạn tập trung sự chú ý vào bên trong để tạo ra trạng thái thư giãn sâu. Monica Vermani, một nhà tâm lý học lâm sàng tại Toronto, Canada và là tác giả của cuốn sách A Deeper Wellness, Chinh phục căng thẳng, tâm trạng, lo âu và tổn thương nói rằng thiền định giúp bạn không chỉ nhận thức về cơ thể của mình mà còn nhận thức được môi trường xung quanh và thế giới của bạn. Nó buộc bạn phải quan tâm đến cuộc sống hơn, thay vì bị cuốn vào đầu với những suy ngẫm lo lắng, lo âu về hiện tại, tương lai. Không có định nghĩa phổ quát nào về thiền định, một phương pháp thực hành chánh niệm, nhưng khi sự quan tâm đến chánh niệm và thiền định ngày càng tăng thì thiền định được tóm tắt là một phương pháp thực hành tâm và thân tập trung vào các tương tác giữa não, tâm trí, cơ thể và hành vi, bao gồm bốn yếu tố chính một vị trí yên tĩnh và ít phiền nhiễu, một tư thế thoải mái, một trọng tâm của sự chú ý và một thái độ cởi mở, theo một nghiên cứu năm 2021. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thiền định có thể giúp ích cho những người bị rối loạn lo âu. Philip Gundin, giám đốc của dự án khoa học thần kinh ứng dụng lâm sàng thuộc khoa tâm lý học tại Đại học Stanford, sử dụng thiền chánh niệm trong các nghiên cứu của mình. Thực hành chung là nhận thức được khoảnh khắc hiện tại bằng cách chú ý đến âm thanh, hơi thở, cảm giác trong cơ thể, suy nghĩ, cảm giác, quan sát mà không phán xét và không cố gắng thay đổi những gì bạn nhận thấy. Trong nghiên cứu của ông, những người tham gia một khóa học thiền chánh niệm kéo dài 8 tuần để giảm căng thẳng. Họ gặp nhau mỗi tuần một lần, trong một lớp học và tự luyện tập trong tối đa một giờ mỗi ngày. Khóa đào tạo bao gồm thiền chánh niệm, thiền hành, yoga nhẹ nhàng và thư giãn với nhận thức về cơ thể cũng như thảo luận về chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Trước và sau khi can thiệp, những người tham gia được quét não của họ bên trong một máy fMRI hoặc MRI chức năng. Máy này xem xét hoạt động của não, chứ không phải cấu trúc của não. Máy quét fMRI theo dõi vùng não nào tiêu thụ nhiều năng lượng hơn trong quá trình thiền định và vùng nào hoạt động nhiều hơn. Các bản quét não trong các nghiên cứu của Goldin cho thấy, một mô hình đáng ngạc nhiên. Sau can thiệp tránh niệm, những người tham gia có hoạt động lớn hơn trong mạng lưới não bộ liên quan đến việc xử lý thông tin khi họ phản ánh những tuyên bố tiêu cực về bản thân. Nói cách khác, họ chú ý đến những tuyên bố tiêu cực hơn những gì họ đã làm trước khi can thiệp. Chưa hết, chúng cũng cho thấy sự giảm kích hoạt ở hạch hạnh nhân, một khu vực liên quan đến căng thẳng và lo lắng. Goldin giải thích rằng những phát hiện về thiền chánh niệm dạy những người mắc chứng lo âu cách xử lý những suy nghĩ và cảm xúc đau buồn mà không bị chúng chế ngự hầu hết mọi người đều gạt bỏ những suy nghĩ khó chịu hoặc ám ảnh về chúng hình ảnh quét não cho thấy rằng những người bị lo lắng đang học cách chứng kiến những suy nghĩ tiêu cực mà không phải phản ứng lại toàn diện với sự lo lắng nghiên cứu từ các phòng thí nghiệm khác đang xác nhận rằng thiền chánh niệm có thể dẫn đến những thay đổi tích cực lâu dài trong não các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu chính xác cách thiền có thể tạo ra những tác động tích cực đến các khía cạnh khác của sức khỏe chẳng hạn như giúp hệ thống miễn dịch của con người hoạt động tối ưu tăng cường giấc ngủ giảm cholesterol và giảm đau thiền định giúp bạn có trí nhớ và sự tập trung tăng khả năng phục hồi giúp bạn quản lý căng thẳng tốt hơn và giúp bạn có tác động tích cực đến các mối quan hệ trong các mối quan hệ nếu bạn bận rộn trong tâm trí bạn sẽ phản ứng và khi bạn thấu đáo và tĩnh tại Bạn có xu hướng đáp ứng thay vì phản ứng Nghĩa là tạm dừng và suy nghĩ trước khi để miệng của bạn nói ra những điều gây tổn thương Hoặc tiêu cực Hoặc phán xét bà Vermani nói Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ Tránh niệm được phát hiện có ảnh hưởng đến hai con đường căng thẳng trong não Làm thay đổi cấu trúc và hoạt động của não trong các vùng điều chỉnh sự chú ý và cảm xúc theo một đánh giá năm 2015 những người thực hành giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm và liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm bao gồm thiền ít có khả năng có những suy nghĩ tiêu cực hoặc phản ứng cảm xúc không có lợi khi đối mặt với các tình huống căng thẳng. Ngoài bất kỳ thay đổi cấu trúc nào trong não, những lợi ích này cũng có thể là kết quả của các quá trình vật lý. Thiền có thể giúp điều chỉnh hệ thống thần kinh tự chủ, một phần của hệ thống thần kinh của chúng ta chịu trách nhiệm điều chỉnh các chức năng sinh lý không tự chủ như nhịp tim, huyết áp thở và tiêu hóa. Bà Vermeni nói, bất cứ khi nào chúng ta lo lắng hoặc gấp gáp lo âu, chúng ta sẽ vội vã đến mức chúng ta thở gấp và nồng. Khi bạn làm điều đó, cơ bắp của bạn căng lên, não của bạn có xu hướng bị sương mù, choáng ngợp, bạn có thể không còn minh mẫn. Sự bình tĩnh cảm thấy trong hoặc sau khi thiền hít thở sâu có thể là do việc cung cấp nhiều hơn thêm oxy cho não và cơ thể. Tiến sĩ Deepak Chopra, người sáng lập quỹ Chopra và là giáo sư lâm sàng về y học gia đình và sức khỏe cộng đồng tại Đại học California, San Diego, Mỹ, cho biết Chúng tôi đã thực hiện một khóa tu kéo dài một tuần về thiền định. Trong một tuần đó, tất cả các gen gây ra quá trình tự điều chỉnh, cân bằng nội môi, nói ngắn gọn là chữa bệnh, đã tăng gấp 17 lần. Tất cả các gen gây ra hoặc phức tạp hóa ung thư, bệnh tim, bệnh tự miễn dịch, tăng tốc quá trình lão hóa đã giảm xuống. Mức độ của Enzyme Telomerase đã tăng lên 30%. Điều này điều chỉnh quá trình khóa di chuyển hoặc cách chúng ta giả đi. Mặc dù có một số lợi ích đã được biết đến của thiền đối với sức khỏe tinh thần và thể chất, song các nhà nghiên cứu vẫn đang xem xét các phương pháp tốt nhất để đo lường một cách khách quan mức độ ảnh hưởng của việc tập luyện thiền định đối với não bộ. Một số nhà nghiên cứu ngày càng sử dụng các phương pháp khoa học thần kinh nhận thức, chẳng hạn như MRI, trục cộng hưởng từ để xác định điều gì đang xảy ra trong mạng lưới thần kinh của những người tham gia trong hoặc sau khi thiền. Theo một đánh giá năm 2019 được công bố trên tạp chí Perspective on Psychological Science. Nhưng hình ảnh từ MRI và các phương pháp hình ảnh khác có thể không mô tả chính xác các yếu tố phức tạp có liên quan đến một số kết luận mà các nhà nghiên cứu khác đã đưa ra về cách thiền định có thể thay đổi cấu trúc và chức năng của não. Các tác giả đánh giá cho biết, nếu bạn thường xuyên căng thẳng, có lẽ bạn đã có những khoảnh khắc kinh khủng trong cuộc sống khi bạn đưa ra những quyết định tồi tệ cho dù đó là việc bạn đã bỏ lỡ một dự án quan trọng hoặc phạm một sai lầm lớn và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến người khác bạn cần phải giải quyết những điều đó ở mức tốt nhất những gì bị suy yếu trong những khoảnh khắc như thế này là một kỹ năng gọi là chức năng điều hành nói một cách đơn giản chức năng điều hành là một phần của bộ não giúp bạn đạt được kết quả cho các mục tiêu bạn đang cố gắng đạt được đó là những gì giúp bạn làm những việc như quản lý thời gian, chú ý, lên kế hoạch, sắp xếp và ghi nhớ chi tiết. Khoảnh khắc căng thẳng kích hoạt amygdala của bạn còn được gọi là não thần lần trong não bộ. Đó là phần nguyên thủy của bộ não liên quan đến nỗi sợ hãi và cảm xúc và chức năng chính của nó là giúp bạn sống sót. Mức độ căng thẳng cao có thể khiến bạn bước vào chế độ não thần lần, nơi nó bị chi phối bởi amygdala nó có thể được mô tả khi một người trở nên căng thẳng và bị điều khiển bởi cảm xúc như sợ hãi hoặc tức giận hãy suy nghĩ về điều đó khi bạn tranh cãi gay gắt hoặc cảm xúc sợ hãi một thứ gì đó có thể làm tổn thương bạn khi bạn ở chế độ này các phần quan trọng khác trong não của bạn như vào não trước chán là phần não có khả năng tư duy cấp cao hơn như ra quyết định tự nhận thức đồng cảm và đạo đức bởi vì amygdala không hỗ trợ khi suy nghĩ logic cho các tình huống ít đơn giản hơn trong cuộc sống hàng ngày thiền định có thể giúp giảm mức độ căng thẳng của bạn bằng cách đưa bạn ra khỏi trạng thái não thần lằn và trở lại thời điểm hiện tại sau đó trao quyền cho bạn phản ứng với căng thẳng một cách tốt hơn nhiều ví dụ bạn có thể ở trong chế độ não thần lằn luôn suy nghĩ về cách sống sót bằng cách kiếm nhiều tiền hơn nhưng thông qua thiền định bạn kết nối với những gì quan trọng nhất vượt qua mọi căng thẳng bạn nhận ra trước khi quá muộn rằng bạn đã bỏ qua những điều quan trọng hơn như kết nối với con cái và duy trì sự thân mật với người bạn đời của bạn. Quét MRI đã chỉ ra rằng sau một khóa thực hành thiền định kéo dài 8 tuần, amygdala dường như co lại. Và khi amygdala co lại, vỏ não trước chán trở nên dày hơn. Về cơ bản, khoa học đã chỉ ra rằng thiền có thể giúp bạn trở nên tốt hơn trong việc xử lý căng thẳng bằng cách kích hoạt phần não bộ đưa ra quyết định tốt hơn. 5. Thiền phát triển các vùng khác nhau trong não của bạn. Các nhà khoa học đã cố gắng xác định chính xác tác dụng của thiền định đối với tâm trí và cơ thể. Cho đến nay, kết luận của họ rất thuyết phục. Ví dụ như trong bài báo trên tạp chí Scientific American, khi bạn rèn luyện trí não của mình để tỉnh táo và thư giãn trong khi thiền, bạn không chỉ nâng cao trí tuệ cảm xúc của mình mà còn rèn luyện tâm trí của bạn. Và một tâm trí mạnh mẽ kiên cường sẽ giúp tăng cường thể chất một cách tự nhiên. Mọi người đều đồng ý rằng thiền định có lợi cho não bộ. Một bài báo được đăng trên tạp chí Phóc trình bày 7 lợi ích mà thiền thực sự thay đổi não bộ. Các lợi ích được trích dẫn bao gồm từ việc làm chậm tiến trình lão hóa não bộ ở người lớn cho đến cải thiện kết quả học tập cho học sinh. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần tại trường y đại học Massachusetts chỉ ra rằng chỉ sau 2 tháng thiền định hàng ngày, 30 phút ngày, không chỉ não bộ bắt đầu thay đổi mà người thực hành thiền còn cảm nhận được sự kiểm soát tốt hơn đối với cảm xúc, nhận thức, sự tập trung. Phần lớn tác dụng của thiền đối với tâm trí là do tác động đến sóng não. Khi các thông điệp được truyền giữa các neuron, điều này tạo ra một dòng điện. Các nhà khoa học gọi sóng não là dao động thần kinh. Một hệ thống được phân loại theo các nghiên cứu khoa học đi từ dao động cao nhất, vi tế nhất đến thấp nhất bao gồm gamma, beta, alpha, theta, và delta mỗi loại sóng não tương ứng với một loại hoạt động nhất định một sóng gamma chiếm ưu thế khi tâm trí của chúng ta đang giai đoạn học tập học hỏi tích cực hay hoàn toàn tỉnh táo chúng thúc đẩy quá trình học tập thông tin được giữ lại dễ dàng nhất ở trạng thái gamma nếu sóng gamma không được kiểm soát có thể gây ra lo lắng vì vậy thật ngạc nhiên khi một thí nghiệm rất nổi tiếng theo dõi sóng não của các thiền sư tây tạng trong quá trình thực hành cho thấy rằng sóng gamma của họ thực sự cao gấp 2,3 lần so với mức nghỉ ngơi một mức độ tỉnh táo phi thường, mặc dù họ đang ở trong trạng thái thiền định sâu. 2. Sóng beta thường chiến ưu thế khi tâm trí của chúng ta đang thực hiện một cách có ý thức các công việc bình thường, các công việc kinh doanh hàng ngày, lập kế hoạch, tổ chức, năm, năm. 3. Các sóng alpha có xu hướng chiếm ưu thế khi chúng ta tham gia vào các hoạt động giúp thư giãn tâm trí và cơ thể đi dạo trong thiên nhiên, tham gia lớp học yoga và tất nhiên thiền định. Sóng alpha cũng được cho là có tác dụng bảo vệ não khỏi chú ý quá nhiều đến những tạp niệm, nghe có vẻ giống như thực hành thiền định. Một blog trên tạp chí Psychology Today báo cáo rằng các nhà khoa học thần kinh gần đây đã tạo ra mối tương quan giữa sự gia tăng của sóng não alpha thông qua kích thích điện não hoặc thiền định với khả năng giảm các triệu chứng trầm cảm, rối loạn lo âu và tăng tư duy sáng tạo. 4. Sóng theta hoạt động trong khi thư giãn sâu, giấc mơ Cuối và cùng, sóng delta thường liên quan đến giấc ngủ sâu, không mơ. Không cần phải nhớ tất cả các loại sóng não này, nhưng có thể nhận ra rằng bằng chứng khoa học hiện đại xác nhận điều mà những người thiền định đã biết từ hàng nghìn năm nay, thiền định tốt cho cơ thể và tâm trí. Chỉ cần ngồi, tĩnh tâm và để cơ thể và tâm trí của bạn trở lại trạng thái tự nhiên, thư thái và tỉnh táo sóng não sẽ tự xử lý. Bộ não của bạn phát triển thông qua các kết nối thần kinh. Tế bào thần kinh xử lý thông tin trong não của bạn, kết nối để tạo ra các đường dẫn thần kinh, chịu trách nhiệm cho suy nghĩ, cảm giác và hành động của bạn. Khi bạn liên tục thực hiện một hoạt động, bạn củng cố kết nối thần kinh liên quan, giúp phát triển các vùng liên quan trong não của bạn. Quá trình này tương tự như khi bạn thiền định trong khi các nghiên cứu về thiền chánh niệm vẫn còn ở giai đoạn đầu. Một số nghiên cứu ban đầu nhỏ đã phát hiện ra rằng theo thời gian thiền chánh niệm có thể dẫn đến sự gia tăng mật độ chất xám ở vùng hải má. Vùng não quan trọng đối với trí nhớ và các vùng chán khác của não cũng như sự gia tăng độ dày thùy não ở các thùy trước. Tăng chất xám và hồi hải mã bên trái hỗ trợ học tập, nhận thức và ghi nhớ, dẫn đến việc lưu giữ các sự kiện tốt hơn và hành vi lưu tâm hơn và sự gia tăng ở đường trước và độ dày vỏ não có lợi cho chức năng nhận thức, sự chú ý và nhận thức về bản thân. Trong thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu bạn tập trung chú ý vào hơi thở, não bộ sẽ tự tái cấu trúc để giúp cho việc tập trung trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn thực hành sự chấp nhận bình tĩnh trong khi thiền, bạn sẽ phát triển một bộ não có khả năng phục hồi tốt hơn trước căng thẳng. Và nếu bạn thiền trong khi nuôi dưỡng cảm xúc yêu thương và lòng trắc ẩn, Não bộ của bạn sẽ phát triển theo cách mà bạn cảm thấy tự nhiên hơn khi kết nối với người khác. Christopher Ross, một nhà tâm lý học tại trung tâm y tế Harborview cho hay. Nếu bạn nhìn vào kết quả từ 6 đến 12 tháng sau khi thiền, thường từ 20 đến 30 phút mỗi ngày, bạn có thể thấy những thay đổi trong cấu trúc não cũng như những thay đổi trong chức năng. Tất cả các nếp gấp mà bạn nhìn thấy ở bề mặt bên ngoài trên não trông giống như những con đường lộng gió đã được hình thành để giúp tăng tốc độ giao tiếp của tế bào não sự hình thành của các nếp gấp này được gọi là thủy điện vì bộ não của bạn không có bất kỳ khoảng trống nào trong hộp sọ của bạn để trở nên lớn hơn nó trải qua quá trình thủy hóa để tăng khả năng hoạt động của bộ não những thiền giả dài hạn đã được chứng minh là có lượng hồi chuyển lớn hơn so với những người không thực hành thiền định thú vị hơn một mối tương quan trực tiếp đã được tìm thấy giữa lượng thủy tinh hóa và số năm thiền định là bằng chứng cho thấy khả năng não bộ của chúng ta tiếp tục phát triển ngay cả khi trưởng thành. Điều này có nghĩa là bạn càng thiền, bộ não của bạn càng nhanh và hiệu quả hơn trong việc xử lý thông tin. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong những lúc bạn cần suy nghĩ nhanh. Nói về suy nghĩ nhanh, một bộ não kỹ thuật số như thế này thực sự sẽ có lợi cho sức mạnh não bộ của bạn rất nhiều. 6 cải thiện sự chú ý của bạn. Nghiên cứu cho thấy, thiền có thể giúp bạn cải thiện khả năng tập trung theo hai cách. Cách đầu tiên là tập trung chủ yếu vào một điều gì đó cụ thể trong khi bỏ qua những thứ gây sao nhãng. Thứ hai, nó có thể giúp bạn nhạy cảm hơn với khả năng nhận thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình ngày một rõ nét hơn, giúp bạn có cái nhìn đầy đủ hơn với từng khoảnh khắc thoáng qua. Một số nghiên cứu hấp dẫn nhất về cách thiền định ảnh hưởng đến sự chú ý đang được tiến hành bởi An toàn Lụt, Tiến sĩ một nhà khoa học liên kết tại phòng thí nghiệm Weman về hình ảnh và hành vi của não tại Đại học Wisconsin ở Madison, phối hợp với Richard Davidson và phòng thí nghiệm về cảm xúc khoa học thần kinh tại Đại học Wisconsin. Công trình nghiên cứu của họ đã chỉ ra rằng thiền tập trung, trong đó thiền giả tập trung hoàn toàn sự chú ý vào một việc, chẳng hạn như đếm hơi thở hoặc nhìn chằm chằm vào một vật thể, kích hoạt các vùng não quan trọng để kiểm soát sự chú ý. Điều này đúng ngay cả với những người mới tập thiền, những người chỉ được đào tạo ngắn hạn, những người hành thiền có kinh nghiệm cho thấy sự kích hoạt thậm chí còn mạnh hơn ở những vùng này. Nếu thiền định rèn luyện sự chú ý của não bộ, nhưng những người hành thiền cực kỳ có kinh nghiệm, có hơn 44.000 giờ thực hành thiền định, cho thấy ít kích hoạt hơn ở những vùng này, mặc dù hiệu suất của họ trong các nhiệm vụ chú ý tốt hơn. Lý giải cho điều này, theo quan điểm của Lutz, là việc luyện tập thiền định cuối cùng có thể giúp giảm nỗ lực tập trung sự chú ý của bạn điều này cho thấy mọi người có thể tăng cường khả năng tập trung ngay lập tức bằng cách học một kỹ thuật thiền đơn giản và việc thực hành đó thậm chí còn tạo ra nhiều tiến bộ hơn. Để kiểm tra xem thiền có làm giảm sự chớp mắt không chú ý hay không, những người tham gia phải nhận thấy hai điều xảy ra liên tiếp nhanh chóng cách nhau chưa đầy một giây. Kết quả được công bố trên tạp chí Plus Biology tiết lộ rằng quá đào tạo thiền định đã cải thiện khả năng nhận thấy cả hai thay đổi của người tham gia mà không làm giảm độ chính xác các bản ghi điện não đồ theo dõi các mô hình hoạt động điện trong não hiển thị các biến động chính xác theo từng thời điểm trong quá trình kích hoạt não cho thấy những người tham gia đã phân bổ ít nguồn não hơn cho nhiệm vụ chú ý từng mục tiêu trên thực tế những người tập thiền dành ít năng lượng tinh thần hơn để chú ý đến mục tiêu đầu tiên điều này giúp giải phóng băng thông tinh thần để nhận ra điều gì tiếp theo việc chú ý trở nên dễ dàng hơn đối với não bộ kết quả cuối cùng Lutz và các đồng nghiệp của ông tin rằng thiền định có thể làm tăng khả năng kiểm soát của chúng ta đối với các nguồn lực hạn chế của não bộ, đặc biệt đối với bất kỳ ai biết cảm giác bị phân tán tư tưởng hoặc choáng ngập, đây thực sự là một lợi ích hấp dẫn. Mặc dù sự chú ý của bạn là một nguồn lực hạn chế, bạn có thể học cách làm nhiều hơn với năng lượng tinh thần mà bạn đã có với thiền. Hãy tưởng tượng một thời gian bạn đi mua hàng tại siêu thị hoặc trung tâm mua sắm cần phải lên danh sách những món đồ cần mua vì sau khi đến cửa hàng hay siêu thị, bạn thường quên mất một số mặt hàng nếu không có danh sách thần thánh kia. Điều này xảy ra khi dung lượng bộ nhớ làm việc của bạn đã giảm. Bạn sử dụng bộ nhớ làm việc của bạn khi bạn cần đặt một ghi chú dán trong tâm trí của bạn để bạn có thể sử dụng nó trong tương lai gần. Vấn đề là đôi khi những tờ giấy dính đó rơi ra khi bạn cần. Nếu bộ nhớ làm việc của bạn là thông tin có trên các ghi chú tinh thần này, thì khả năng bộ nhớ làm việc của bạn là bao lâu bạn có thể giữ các ghi chú dán này trước khi nó rơi ra. Thời gian bạn phải nắm giữ thông tin càng lâu, bạn càng có nhiều thời gian để lý luận và hiểu được xảy ra. Thiền đã được chứng minh để cải thiện khả năng bộ nhớ làm việc của bạn. Một nghiên cứu có sự tham gia của khoảng 200 thanh thiếu niên được chỉ định thực hành thiền chánh niệm, yoga hoặc được liệt kê trong danh sách chờ đợi như một nhóm kiểm soát. Kết quả cho thấy những thanh thiếu niên tham gia nhóm thiền có khả năng ghi nhớ làm việc tốt hơn đáng kể so với những người tham gia vào các nhóm khác. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, tất cả mọi thông tin đều trong tầm tay của chúng ta. Điều này khiến chúng ta dễ dàng bị phân tâm hơn bao giờ hết. Khi bạn tiếp xúc với trung bình 10.000 quảng cáo tiếp thị mỗi ngày và điều này thật khó để nhận ra những thứ quan trọng nên việc mất tập trung là điều đương nhiên. Văn hóa áp nhân tạo mà chúng tôi tạo ra đã khiến chúng tôi có thời gian chú ý ngắn hơn đáng kể do quá tải thông tin. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó tập trung vì họ đã làm sai theo cách này. Chỉ mất 20 phút mỗi ngày trong 5 ngày để tham gia thiền định đã cải thiện sự tập trung của một người. Điều này cho thấy sức mạnh của việc đơn giản thực hiện một sự thay đổi tinh tế và chỉ cần dành một phần nhỏ trong ngày của bạn để thực hiện điều đó. Như vậy, thiền có dễ tiếp cận Tiến sĩ Robert Wandinger, một giáo sư lâm sàng về tâm thần học tại Trường Y e Harvard và là giám đốc của nghiên cứu Harvard về sự phát triển của người trưởng thành, cho biết thiền rất dễ tiếp cận. Hiện nay có rất nhiều ứng dụng mà nếu bạn có điện thoại thông minh, bạn có thể học cách thiền. Thường thì điều thực sự hữu ích là sử dụng một trong các ứng dụng nơi ai đó hướng dẫn bạn cách thiền. Bạn cũng có thể thử tham gia một lớp tại một trung tâm thiền địa phương, đọc sách Xem video trực tuyến hoặc luyện tập một mình. Cho dù bạn chọn con đường nào, hãy xem điều gì phù hợp với bạn. Tìm người có giọng nói bạn thích và lời nói có ý nghĩa, Tiến sĩ Wandinger nói. Đối với người mới bắt đầu, bắt đầu trong một môi trường được dẫn dắt chuyên nghiệp có thể hữu ích để định hướng lại bản thân sau bất kỳ trở ngại nào có thể dẫn đến việc nhanh chóng bỏ cuộc hoặc cảm thấy chán nản, Tiến sĩ Wandinger nói. Ông nói thêm, có rất nhiều quan niệm sai lầm về thiền định một quan niệm sai lầm là nếu tôi làm đúng, tôi không cần phải suy nghĩ. Và đó hoàn toàn không phải là sự thật. Tâm trí tạo ra suy nghĩ, đó là những gì nó làm. Vì vậy, bạn sẽ không thoát khỏi suy nghĩ cho đến khi bạn chết. Người hướng dẫn có thể dạy bạn về những khía cạnh không trực quan hoặc không rõ ràng của thiền định, chẳng hạn như suy nghĩ hoặc tâm trí bị phân tâm. Wandinger nói, Tiến sĩ Wandinger nói thêm vì thiền là hiện tại nên nó có thể được thực hiện ở bất cứ đâu, nhưng một khu vực yên tĩnh, không bị gián đoạn có thể là tối ưu cho những người mới bắt đầu vẫn đang học cách tập trung vào hiện tại. Bạn có thể bắt đầu thiền chỉ với 5 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần lên. Hãy thử nó mỗi ngày trong một tuần và xem bạn có nhận thấy điều gì không. Sau một thời gian, nhiều người nói, "Ồ, điều đó thật hữu ích. Tôi muốn làm điều đó một lần nữa." Tiến sĩ Wandinger cho hay. Nếu bạn nhận thấy rằng thiền định khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn, hãy nói chuyện với một người thiền có kinh nghiệm về trải nghiệm của bạn hoặc đợi cho đến khi bạn ở trong trạng thái tinh thần hoặc cảm xúc tốt hơn, Wandinger nói. Chopra, tác giả của cuốn Thiền tổng thể, Thực hành trong cuộc sống tỉnh thức, cho biết, mọi người đang hiểu rằng thiền không chỉ là quản lý căng thẳng. Ngày nay, khi mọi người nói thiền, họ đề cập đến chánh niệm, điều đó là tốt nhưng thiền bao gồm việc tự hỏi bản thân về nhận thức nó bao gồm sự tương tác tức là biết cách điều hướng kiểm soát hệ thống thần kinh tự chủ của bạn một cách có ý thức nó bao gồm điều đó toàn bộ khía cạnh của nhận thức có ý thức về mối quan hệ về hệ sinh thái về cảm xúc về trí tuệ cảm xúc xã hội thiền định thường được hình dung qua những vị sư cao tăng vốn là hoạt động thường ngày vậy điều gì xảy ra trong não nhà sư khi ngồi thiền Nghiên cứu não bộ thầy tu đang ngồi thiền Các nhà khoa học Mỹ phát hiện Thùy Thái Dương hoạt động mạnh hơn Còn Thùy đỉnh lại hầu như không hoạt động so với bình thường Điều này dẫn đến sự xóa bỏ cảm nhận về không gian và thời gian Giúp người hành thiền rời bỏ bản ngã Bác sĩ Andrew Newbert và cộng sự tại Đại học Pennsylvania, Mỹ Đã dùng kỹ thuật chụp cắt lớp phóng xạ post Để nghiên cứu các phản ứng trong não bộ của các nhà sư Tây Tạng Khi họ ngồi thiền khoảng một tiếng đồng hồ Newbert nói: "Tôi cho rằng chúng ta đang ở giai đoạn thuận lợi nhất để khám phá tôn giáo và các vấn đề tâm linh theo những cách mà trước đó người ta không tưởng tượng ra được." Nói như vậy, Newbert muốn đề cao kỹ thuật chụp cắt lớp PET, một kỹ thuật đã giúp việc nghiên cứu não bộ tiến những bước đáng kể trong thời gian gần đây. Mất cảm nhận về không gian và thời gian. Khi các nhà sư đã chìm sâu vào trạng thái thiền, họ được tiêm vào mạch máu một lượng nhỏ chất phóng xạ màu các hạt post -eye tròn màu này giúp người ta quan sát sự di chuyển của máu lên những khu vực nhất định trong não nhờ một máy đếm phóng xạ. Qua đó, đánh giá được sự hoạt động mạnh, yếu của những khu vực này. Sau đó, Newbert đã so sánh các bức ảnh chụp não bộ nhà sư khi ngồi thiền với các bức chụp lúc bình thường. Ông rút ra kết luận, khi thiền, phần não bộ ở Thủy Thái Dương nhà sư hoạt động mạnh hơn. Vùng não này luôn hoạt động mạnh khi người ta tập trung sự chú ý vào một việc gì đó. Ngoài ra, Newbird còn quan sát được sự giảm hoạt động ở vùng thủy đỉnh sau não. Thông thường, thủy này chịu trách nhiệm về việc định hướng trong không gian. Có lẽ đây là bằng chứng củng cố giả thuyết cho rằng hành thiền giúp người ta xa rời cảm nhận về không gian. Theo Newbird, khi thiền, người ta thường xuyên cảm thấy không có không gian và thời gian. Điều này cũng khá trùng lập với những lời kể thường nghe về các trải nghiệm tâm linh. Cũng theo Newbird, khi người ta đã có trải nghiệm về những cảnh giới lạ, họ có thể hiểu được thực tại rộng lớn hơn và rõ ràng hơn người khác. Ông nói, khi những cảm nhận của họ về về thế giới tâm linh đã trở nên mạnh mẽ và rõ ràng, thì thậm chí họ còn nhận biết thế giới này chính xác hơn tư duy khoa học của chúng ta. Vào thời điểm mà các sự kiện đau thương như đại dịch, xả súng và mất mát dường như không bao giờ kết thúc, thiền định có thể là một công cụ để con người cảm thấy bình an mặc dù thiền chánh niệm có thể gây ra những thay đổi đáng kinh ngạc trong não bộ và cách nhìn của bạn nhưng điều này không xảy ra trong một sớm một chiều và nó không phải là cách chữa khỏi tất cả học cách từ bỏ những kỳ vọng của bạn và đơn giản là trải nghiệm thiền định là một việc khó nhưng nó thực sự quan trọng bạn càng thực hành ở trong khoảnh khắc mà không cần phán xét hay kỳ vọng bạn càng đạt được điều đó tốt hơn thiền định phát triển một số vùng của não chẳng hạn như những vùng chịu trách nhiệm về trí nhớ lòng chắc ẩn và sự đồng cảm. Trong khi đó, các phần của não liên quan đến sợ hãi, căng thẳng và lo lắng chẳng hạn như hạch hạnh nhân bắt đầu co lại. Chất dẫn truyền thần kinh lo lắng có thể giảm, trong khi chất dẫn truyền thần kinh thư giãn dopamine có thể tăng lên. Những thay đổi này và những thay đổi tinh tế khác dẫn đến cảm giác cải thiện tổng thể về sức khỏe và mức độ hạnh phúc của bạn. Các thiền sư lâu năm cho biết thiền cho phép chúng ta thay đổi dần những thói quen mà chúng ta không thích ở bản thân. Ngoài ra, các nhà khoa học đã ghi nhận rằng thiền định giúp thúc đẩy khả năng tự phục hồi. Theo một nghiên cứu tại Viện Khoa học Trí Não và Nhận thức con người Mark Planck ở Đức, nó cũng cải thiện cách con người xử lý cơn đau bằng cách giảm căng thẳng, khó chịu khi có các cơn đau xuất hiện, ngay cả khi người thiền không ngồi thiền. Bằng việc nghe video này, Rõ ràng là bạn đang quan tâm đến việc thực hành thiền và kết quả của nó, nắm giữ sự an lạc và hạnh phúc thực sự. Khi thực hành thiền định, điều cần thiết là phải dựa vào các phương pháp thiền rõ ràng, được chứng minh về sự hiệu quả thực tế từ các học viên đã thực hành và có sự hướng dẫn từ các giảng viên thiền kinh nghiệm. Như vậy, bất kỳ ai cũng có thể thực hành thiền ở bất cứ nơi nào, cho dù ở nơi làm việc, ở nhà, trường học hoặc thậm chí trên xe hơi. Chúng ta cũng không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt hoặc đến phòng tập thể dục. Chúng ta có thể thử các phong cách thiền khác nhau để tìm ra phương pháp thiền định phù hợp nhất với bản thân. Cuộc sống hiện đại của chúng ta thường có nhịp độ nhanh đến mức dường như không thể tìm thấy thời gian và không gian để thiền. Thậm chí không thể tin rằng chúng ta có thể giải tỏa tâm trí hoàn toàn. Nhưng nếu có thể tập trung thiền tĩnh tỏa trong vài phút, có thể sẽ đem lại hiệu quả rất lớn và sự thay đổi tích cực cho não bộ trong suốt cuộc đời xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay sống vlux xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau